Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ông Chu Lập Cơ, sinh năm 1956, quê gốc ở Quảng Đông nhưng đã thường trú tại Hồng Kông và được chính quyền đặc khu cấp hộ chiếu. Ông được biết đến là một tỷ phú, sở hữu nhiều bất động sản tại Việt Nam và cả nước ngoài. Tại Việt Nam, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan cùng trú ở một chung cư cao cấp thuộc quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và có với nhau hai con gái chung. Theo kết luận điều tra, Chu Lập Cơ là chủ tịch công ty Times Square Việt Nam và cùng Trương Mỹ Lan điều hành hoạt động triển khai dự án tòa nhà Times Square. Đây là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2009 đến 2012, Chu Lập Cơ đồng ý cho vợ sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại tòa nhà Times Square để đảm bảo cho các khoản vay của cá nhân, tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định. Số tiền vay từ ngân hàng SCB liên quan đến khối tài sản này sau đó được Lan dùng cho mục đích cá nhân của bà chủ Vạn Thịnh Phát. Cụ thể, Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ đã dùng tòa nhà Times Square làm tài sản đảm bảo cho 46 khoản vay trị giá hơn 19.500 tỷ đồng tại SCB. Đến thời điểm vụ án bị khởi tố, tính cả dư nợ gốc lẫn lãi, các khoản nợ này lên tới 39.200 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB, tổng giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra cáo buộc chồng của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Ngoài hành vi trên, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố để điều tra về tội rửa tiền, nhưng việc này được tách hồ sơ xử lý ở giai đoạn sau vụ án. Liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 86 bị can, trong đó gồm ngân hàng SCB và một số đơn vị. Trong 86 bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản. Chồng chủ tịch Vạn Thịnh Phát là tỷ phú Chu Nap Ki Eric, Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Hồng Kông, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Bị can Chu Lập Cơ được cơ quan điều tra đánh giá thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội. Bản thân bị can có đơn đề nghị được tự nguyện khắc phục hậu quả trong vụ án. Ngày 5 tháng 10, 2023, ông Cơ đã nộp 1 tỷ đồng, nên được cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, nhưng với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây, bị can đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Bị can Lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá, tạo lập khách hàng vay vốn khống, nhờ người đứng tên tài sản tạo hồ sơ khống. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2, 2018 đến tháng 10, 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đánh giá bị can Trương Mỹ Lan đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo hoàn toàn hoạt động của SCB, có vai trò là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu để thực hiện hành vi tham mô tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, có dự mưu từ trước, được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và có kịch bản. Đây là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn, hoạt động hết sức manh động nhưng cũng rất tinh vi, xảo quyệt. Hậu quả mà tổ chức tội phạm này gây ra là đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của nhà nước trong quản lý kinh tế, kết luận nêu. Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành, có 86 bị can thuộc ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan trong vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố. Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Liên quan đến vụ thu hồi tài sản của bà Trương Mỹ Lan,
chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiến hành kê biên đối với 1.239 bất động sản và một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi. Kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Theo đó, cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền gần 599 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản siêu xe, du thuyền, phong tỏa hơn 1.890 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD của các bị can, ngăn chặn giao dịch với số dư 789,8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng SCB. Đối với bị can Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, kê biên 1.237 bất động sản, trong đó khu nhà đất số 19, 21, 23, 25 phố Nguyễn Huệ, quận 1, nhà đất số 232 Trần Hưng Đạo, quận 5, số 66 Phó Đức Chính, quận 1, cùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra cũng tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Bên cạnh đó còn có một sổ tiết kiệm, thiết bị điện tử và các đồ vật khác. Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, nhưng đối với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây, bị can đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Bị can Lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá, tạo lập khách hàng vay vốn khống, nhờ người đứng tên tài sản, tạo hồ sơ khống. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2 2018 đến tháng 10 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an đánh giá hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, có dự mưu từ trước, được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và có kịch bản. Các bị can đã thao túng lũng đoạn, bất chấp các quy định pháp luật để thực hiện phạm tội. Đây là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn, hoạt động hết sức manh động nhưng cũng rất tinh vi, xảo quyệt. Hậu quả mà tổ chức tội phạm này gây ra là đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của nhà nước trong quản lý kinh tế, kết luận nêu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!